Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công hai chuyên án buôn bán tàng trữ pháo nổ trái phép, bắt giữ 5 đối tượng và thu giữ gần 200 kg pháo các loại. Trong ngày 15 tháng 1, lực lượng công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ 5 đối tượng là Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1976 và Trần Huy Hoàng, sinh năm 1996, trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, về hành vi vận chuyển pháo nổ, thu giữ 44 kg pháo nổ. Đối tượng Đặng Vinh, sinh năm 1965, trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, thu giữ 39 kg pháo nổ. Hoàng Thị Vân, sinh năm 1967, trú tại khối 7, thị trấn Cầu Giát. Và Nguyễn Xuân Đình, sinh năm 1979, trú tại xóm Đông Hồng, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, thu giữ hơn 100 kg pháo các loại. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra mở rộng.